Những cái video trước là chúng ta đã đi tìm hiểu cái phần lý thuyết tổng quan về kênh phần tìm kiếm, và anh ta đã hiểu rõ kênh phần tìm kiếm như thế nào, cũng như là cái vấn đề khai báo khởi tạo một kênh phần tìm kiếm, và hiểu rõ cái cây là cái gì so với cái danh sách liên kết đơn, so với cái mã một chiều như thế nào. Thì cái video này chúng ta sẽ đi tiếp tục tìm hiểu cái phần tiếp theo, đó chính là cái phần xử lý trong cây, các cái thao tác cơ bản trên cây. Cái đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu các thao tác cơ bản này trên cây trước. Ngay đây nó còn những cái chấm chấm chấm, nghĩa là trên cây nhị phân tìm kiếm nó còn những cái thao tác khác và chúng ta sẽ đi tìm hiểu sau. Đầu tiên chúng ta cứ tìm hiểu những cái cơ bản này trước. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu một phần kiến thức rất quan trọng, đó chính là tìm kiếm trên cây nhị phân. Tìm kiếm đây là bài toán rất là thường sử dụng, giống như trong mảng một chiều chúng ta tìm kiếm một phần tử của đó có tồn tại trong cây hay không, hay là trong danh sách liên kết đơn chúng ta tìm kiếm một cái node nào đó có tồn tại trong cây hay không. Nếu trong một danh sách nhân viên, danh sách sinh viên trong trường đại học, chúng ta tìm kiếm xem sinh viên có tồn tại trong cái trường đó hay không, có tồn tại trong danh sách lớp đó hay không. Thì cái bài toán tìm kiếm là bài toán mà người ta thường hay sử dụng nhiều nhất. Thì tìm kiếm ở trong mã một chiều và tìm kiếm trong danh sách liên kết đơn thì nó sẽ khác so với tìm kiếm cái nhị phân. Nhưng mỗi một cái danh sách, mỗi một cái danh sách nó sẽ có một cách tìm kiếm khác. Rồi, thì tìm kiếm cái nhị phân thì chỗ này chúng ta sẽ có một bài toán cụ thể sau khi trước khi đi tìm hiểu những thao tác này, chúng ta sẽ ôn lại một cái phần kiến thức ngày hôm trước. Chính chúng ta sẽ ôn lại cách khởi tạo cây. Rồi thì cây nhị phân tìm kiếm là gì? Cây nhị phân tìm kiếm là cây nhị phân mà mỗi nút có tối đa hai gì? Mỗi nút có tối đa là hai nút con, là con trái và con phải. Tối đa nha, là một cây con trái và con phải, có thể nút đó không có cây con nào hết. Ví dụ như vậy. Rồi, thì đầu tiên ta sẽ đi khai báo một cấu trúc một cái node trong cây nhị phân tìm kiếm, bởi vì tập hợp các cái nút ở trong cây nhị phân tìm kiếm là một cái nút, người tập hợp các phần tử trong cây nhị phân tìm kiếm là một cái nút đó. Cây nhị phân tìm kiếm được hình thành bởi những cái nút, vì vậy chúng ta sẽ khai báo một cái nút. Khi trong một cái nút này, cái node này nó sẽ gồm có ba cái thành phần thứ nhất là data. Data có nhiều tài liệu họ còn ghi là key, có nghĩa là cái gì? Key có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái khóa của cái nút đó. Hiện ta sẽ thêm phần tử vào trong cái cây này theo cái điều kiện gì, theo cái điều kiện khóa nào đó. Ví dụ như tôi có một, tôi khai báo cấu trúc danh sách cây, ví dụ như này đi, nhập vào cây nhị phân tìm kiếm cá số nguyên đấy. Vậy thì cái data nó chính là gì? Data là số nguyên. Nhập vào cây nhị phân tìm kiếm cá số thật thì data là số thật. Nhập vào cây nhị phân tìm kiếm cá sinh viên thì data chính là sinh viên. Và trong đó nó sẽ có hai cái trước, rồi trước node sau b left và trước node sau b right. B left chính là cái gì? Cây con trái của cái nút này, và b right là cây con phải của cái nút này. Đó, sau đó chúng ta là type def trước node, node thì quá quen thuộc rồi. Còn cái dòng này type def node sau tree nghĩa là sao? Nghĩa là từng cái nút ở trong cây nhị phân tìm kiếm bản chất là con trỏ, vì vậy là node sau. Đó, thay vì chúng ta ghi nó sau thì chúng ta sẽ thay thế nó sau là thành một cái từ duy nhất là tree, để chúng ta dễ làm việc hơn. Vậy thôi, để chúng ta khởi tạo một cái nhị phân tìm kiếm là cho tơi bằng null. Khởi tạo cây thì cây bằng null, cây rỗng. Rồi chúng ta viết một cái hàm là hàm khiêm một cái node phần tử vào cây. Hàm khiêm vào node này như thế nào? Nếu như cây rỗng thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ khiêm cái phần tử đó vào cái cây. Còn nếu như cái phần tử khiêm vào mà nhỏ hơn nút gốc thì chúng ta sẽ dịch sang bên nào? Ta sẽ đẩy quy sang bên đâu? Đẩy quy sang bên b left, ngay đẩy quy sang bên trái để ta thêm phần tử này vào nhánh trái của cái nút đó. Ngược lại, nếu phần tử cần thêm vào mà lớn hơn nút gốc thì ta sẽ thêm sang đâu? Thêm sang phải. Quy tắc của cây nhị phân tìm kiếm luôn luôn là như vậy, có nghĩa là phần tử nào nhỏ thì sẽ thêm vào bên phải, nhìn phần tử nào nhỏ sẽ thêm vào bên trái của cây, và phần tử nào lớn sẽ thêm vào bên đầu, thêm vào bên phải của cây. Thì đó là cái hàm thêm. Rồi, thì chúng ta sẽ có các cái cách duyệt cây như sau. Như những video trước tôi đã hướng dẫn thì chúng ta sẽ có các cái cách duyệt cây là 6 cách duyệt. Ta sẽ có 6 cách duyệt cây. 6 cách duyệt cây, đó chính là cách duyệt cây gì? Nhắc lại luôn, chúng ta sẽ có 6 cách duyệt cây. Cách duyệt cây thứ nhất, đó chính là not left right, nghĩa là not đầu tiên. Có nghĩa là not left right, not right left. Rồi, cách duyệt cây tiếp tục là cái gì? Left right not, rồi right, right gì? Right left. Chỗ này là left not right. Right not left. Rồi cuối cùng, hai cái cuối cùng đó chính là left right not và right 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 left not. Đó, chúng ta có 6 cách duyệt cây. Người ta chú ý một điều là đầu tiên là not nằm đầu, sau đó not nằm giữa,
sau đó nó gì, nó nằm cuối, nó có 6 cách giữa cây. Thì 6 cách giữa cây này nó giống như là 6 cách để xuất ra các cái phần tử trong cây, thì người ta muốn dùng cái gì, muốn dùng cách giữa cây nào cũng được hết, anh hiểu chưa? Rồi thì dùng node left right để xuất ra các phần tử trong cây, thì người ta cứ dễ sao, nếu như cây mà chưa rỗng thì chúng ta cứ sao, cứ để quy sang trái, để quy sang phải. Thì bản chất của cái việc mà để quy sang trái là để quy sang phải để làm gì, là để dẹp qua từng cái nút trong gì, dẹp qua từng cái nút trong cái cây. Thì dẹp qua từng cái nút trong cái cây chúng ta sẽ xuất ra gì, xuất ra cái data trong cái nút đó. Node left right đúng không, node chính là gì, xuất ra cái data của nó, xuất ra data. Xong rồi đến gì, đến left, tại sao sao để quy sang trái, đến gì left, xong đến gì, đến right là để quy sang đâu, để quy sang phải. Bản chất là như vậy thôi. Rồi thì tôi đã làm một cái menu sẵn như thế này. Menu này những video trước là làm rất là nhiều rồi, chúng ta có thể thiết kế theo để ta dễ dàng thao tác hơn thôi. Thì đầu tiên chúng ta khởi tạo một cái cây, khởi tạo một cái cây, xong rồi ta gọi là cái menu để chúng ta làm cái công việc là nhập phần tử vào và duyệt cây gì đó. Ví dụ này chúng ta đi tìm hiểu một cái phần kiến thức là tìm kiếm là cây nhị phân, thì tôi sẽ làm tiếp một cái nút lựa chọn nữa, đó chính là cell 3. Cái này chính là tìm kiếm phần tử trong cây. Rồi khi này qua cái bên để ta mô tả một cái cây đi. Rồi tôi có phần tử như sau. Đầu tiên là nhìn ra ta thêm cái phần tử như sau, đó là 5 1 trừ 2 0 8 7 9 3. Đó, ta có các phần tử như sau thì cây chúng ta sẽ hình thành như sau. Đầu tiên thêm số 5 vào thì 5 là nút gốc. 5 là nút gốc. Tiếp tục thêm số 1 vào thì 1 nhỏ sẽ lấy thêm phần tử vào nút vào vào cây, chúng ta phải lấy phần tử đó kiểm tra với nút gốc. Nếu nhỏ nút gốc thì thêm sang trái, còn lớn nút gốc thì thêm sang phải. 1 bé hơn 5 thì thêm sang đâu? Thêm sang trái của nó số 5. Tương tự như vậy, trừ 2 như thế nào với 5, trừ 2 nhỏ hơn 5 khiêm sang trái, trừ 2 nhỏ hơn 1 khiêm sang đâu, khiêm sang trái. Đấy, rồi tiếp tục 0, 0 nhỏ hơn 5 sang trái, 0 như thế nào với 1 nhỏ hơn 1 sang trái, 0 như thế nào với trừ 2, 0 lớn hơn trừ 2 sang đâu, sang phải của trừ 2, đó là số 0. Tiếp tục 8, 8 lớn hơn 5 sang đâu, sang bên phải, sang bên phải. 7, 7 như thế nào với 5, 7 lớn 5 sang bên phải, nhưng mà 7 như thế nào với 8, nhỏ hơn 8 sang đâu, sang bên trái. Đó, tiếp tục 9, 9 như thế nào với 5, 9 như thế nào với 5, đây là nút gốc nè, root nè, root nè, nút gốc. 9 như thế nào với 5, 9 lớn hơn 5 rồi sang đâu, sang phải. 9 như thế nào với 8, lớn hơn 8 rồi sang đâu, sang phải của nút số 8. Đó, sang phải, 9. Rồi, tiếp tục 3, 3 như thế nào với 5, 3 như thế nào với 5, 3 nhỏ hơn 5 sang đâu, sang trái của nút số 5, là sang bên nhánh bên đây. Rồi 3 như thế nào với 1, 3 lớn hơn 1 thì sang nhau, sang nhánh phải của nó số 1. Khi sau khi chúng ta thêm các phần tử ở đây vào, ta thêm vào cái những phần tìm kiếm thì cây chúng ta hình thành như thế này. Đấy, thì hôm nay chúng ta làm bài toán tìm kiếm. Bài toán tìm kiếm rất là đơn giản, khi ta cứ dẹp qua từng cái nút trong cây những phần tìm kiếm, dẹp qua từng cái nút rồi ta tìm kiếm, đơn giản vậy thôi. Vậy hiện ta cài đặt code như thế nào? Đơn giản là thế này. Rồi tìm kiếm một cái nút chỗ này, nếu nó có tồn tại trong cây thì trả về cái nốt đó, còn không tồn tại thì trả về null. Đấy, vậy thì này tham số gì, kiểu liệu trả về là nó sao, là một trả về một cái node luôn. Vì vậy nó sao, bởi vì bản chất của một cái node trong kênh phần tìm kiếm là một con trỏ, vậy nó sao thì này tôi ghi là tìm kiếm. Rồi thì cái sau này chúng ta ghi nó sát vào cái node cho dễ hình dung. Tham số truyền vào là một cái cây tree t, thì này đơn giản, nếu như cây rỗng, nếu cây 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 rỗng, nếu cây rỗng là nếu như cây rỗng thì ta sao, t bằng bằng null, t bằng bằng null thì chúng ta return về gì, return về null. Vì cây rỗng thì đâu có phần tử đâu tìm kiếm, chúng ta sẽ return về null. Còn ngược lại mà cây có tồn tại phần tử, nghe cây có tồn tại phần tử thì ta cứ dĩa dĩa bằng cách là sao, ở chỗ này chúng ta phải truyền vào một cái in gì, in in it là cái giá trị gì, giá trị cần tìm kiếm. Bởi vì cái data trong cái node nó là một cái kiểu nguyên, vì vậy chúng ta cần tìm kiếm một phần tử là số nguyên. Vì vậy tham số truyền vào là cái init là số nguyên, hiểu chưa? Vậy thì chỗ này đơn giản là sao, diệt cây thôi. Diệt cây thì nếu như
Nếu phần tử cần tìm kiếm mà nhỏ hơn nốt gốc thì dễ dễ chỗ này chính là để quy đấy, để quy sang bên trái để tìm. Vậy thì nếu như x mà bé hơn t trỏ đến gì data khiến ta gọi cái hàm này, để quy sang đâu, để quy sang trái thì t trỏ đến gì b lép tìm bên cây con trái của nó x. Rồi thì tương tự chỗ này sao, ngược lại đúng không, ngược lại là sai, bởi vì ngược lại nó có, nó chứa luôn là gì, bé lớn hơn hoặc bằng, vậy là ta phải ngược lại. Nếu ngược lại, nếu mà cái thằng tử cần tìm kiếm mà lớn hơn nút gốc là t trỏ đến data thì chúng ta là sao, tương tự như trên là dịa sang đâu, dịa sang bên phải đó, nghĩa là để quy sang bên phải như trên này thôi. Rồi thì ta gọi cái hàm này xuống, để quy lúc này để quy sang phải, khi này sửa lại là t trỏ đến b gì, b right. Rồi trường hợp eo là trường hợp ngược lại, ngược lại cái này là trường hợp gì, cái này nghe tương đương là t trỏ đến data bằng bằng x, khi cái x có tồn tại trong cây, có tồn tại chúng ta sẽ return về cái gì, return về t, là chúng ta sẽ return về cái nút này luôn, trả về nút cần tìm kiếm, đó là return về t, anh nhầm chưa. Rồi ok, người ta chạy thử cái hàm này, công việc đơn giản thôi, cứ để quy sang trái để quy sang phải là các bạn hiểu đơn giản, đó là nó diệt qua từng cái nút trong cây, rồi chúng ta làm cái gì đó chúng ta xử lý khi cái gì tùy. Giống như chỗ này nè, để quy sang trái để quy sang phải là diệt qua từng cái nút trong cây, rồi sau đó diệt qua từng cái nút trong cây chúng ta lấy từng cái nút đó, mỗi lần diệt qua từng cái nút đó chúng ta lấy cái nút đó ta đi xử lý. Hiện nay người ta xử lý cái gì, hay gì bài toán người ta xử lý, người ta xuất cái data của nó ra, sau này người ta xử lý, người ta kiểm tra số nguyên tố và kiểm tra xem có nút nó có phải số nguyên tố hay không, khi người ta đem cái phần tử là t đó nó ra này đi kiểm tra đó, đơn giản vậy thôi. Rồi ta chạy thử, ngược lại, nếu nếu như lựa chọn người dùng nhập vào mà bằng bằng 3 thì chúng ta làm gì, chúng ta khai báo biến x nhập vào phần tử cần tìm kiếm, nhập phần tử cần tìm kiếm rồi xin x, cho nên ta khai báo not sau b bằng null đó, ta gọi là hàm tìm kiếm, gọi là hàm tìm kiếm tham số, chỗ này b sẽ bằng, chỗ này gọi luôn cho dễ anh dùng, chỗ này là not sau b sẽ bằng cái hàm tìm kiếm đó luôn, truyền vào t phải x, có nghĩa là nếu như cái hàm này trả về với là null, nghĩa là con trỏ b mà null á, thì nếu như b mà bằng bằng null có nghĩa là cái phần tử x không tồn tại trong cái, phần tử x không tồn tại trong cây, còn ngược lại khi là copy cái dòng này xuống, nếu như b mà khác null có nghĩa là sao, nó b tồn tại trong cây, phần tử x có tồn tại trong cây. Rồi chỗ này chúng ta có một cái system bầu dừng màn hình lại để xem kết quả nha. Rồi chạy thử. Rồi ta nhập các phần tử như sau, rồi ta mở này lên. Giờ tôi sẽ nhập các phần tử đó là 1 5 1 1 1 trừ 2 1 0 1 8 1 7 1 9 1 3. Rồi ta xuất ra cái cây là các phần tử là 5 1 trừ 2 0 3 8 7 9. Đấy là ta xuất theo cái dạng là gì? Cái dạng là not left right. Nhìn chưa? Rồi chúng ta thử tìm kiếm xem, lựa chọn số 3. Nhập phần tử tìm kiếm, bây giờ tôi nhập vào phần tử số 0. Khi nó ghi gì? Phần tử 0 có tồn tại trong cây. Anh em chưa? Nhìn nó diệt qua từng cái nút nó kiểm tra thôi. Rồi chúng ta nhập lại thử bây giờ số 3 xem. Tìm kiếm nút 69. Thì nói gì, phần tử 69 không tồn tại trong cây. Thì đây là bản chất của cái phép gì? Cái phép diệt cây, nghĩa là phép tìm kiếm.
Đó, đơn giản vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Để quy, để quy, để quy, nó ta xem kỹ là một lần nữa, ta xem kỹ là tổng quan một lần nữa. Đó là có gì khác mắc không? Chắc là đơn giản.